Hàng trăm người đã biểu tình tại Little Sài Gòn, bang California hôm 15 tháng 12 để phản đối chính phủ Mỹ trục xuất người Việt tị nạn về Việt Nam. Báo Los Angeles Times tường trình rằng vào sáng ngày 15 tháng 12, hàng trăm người, đa số là người Mỹ gốc Việt, tập trung biểu tình tại trung tâm thành phố Little Sài Gòn, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản Việt Nam. Tin tức và hình ảnh cuộc biểu tình được loan tải trên mạng xã hội, kéo thêm nhiều người nữa tham gia. Báo Người Việt thông tin rằng không chỉ có người Việt lớn tuổi và một số người trẻ gốc Việt tham gia, mà còn có người gốc Campuchia, người từ các nước Mỹ Latin khác. Những người biểu tình thuộc các tổ chức khác nhau trong cộng đồng Việt tại Orange County, cùng với nhiều cá nhân tự nguyện tham gia. Đoàn biểu tình giơ cao các biểu ngữ, bảo vệ người tị nạn, bảo vệ cộng đồng Việt Nam, bảo vệ gia đình. Theo Hiệp định Trục xuất Công dân Việt Nam được chính quyền Mỹ và Việt Nam ký ngày 22 tháng Giêng năm 2008, những người Việt đến Mỹ sau ngày 12 tháng 7 năm 1995, nếu có đủ các điều kiện bị trục xuất, phía Việt Nam sẽ nhận lại những người bị phía Mỹ trục xuất đó. Chính quyền của Tổng thống Trump muốn đàm phán lại Hiệp định năm 2008 để mở rộng trục xuất những người Việt đã đến Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995. Các nhà tổ chức cuộc biểu tình cho biết, tuần trước đại diện Bộ Ngoại giao hai nước đã gặp nhau tại Washington để đàm phán về hiệp định trục xuất này, nhưng hiện chưa tiết lộ kết quả của cuộc đàm phán. Nếu phía chính quyền Tổng thống Trump đạt được thỏa thuận trong cuộc đàm phán, hơn 8.000 người Việt ở Mỹ đứng trước nguy cơ bị trục xuất về Việt Nam. Đa số những người trong nhóm này đã đến Mỹ trước năm 1995, nhưng chưa là công dân Mỹ và đã vi phạm một lỗi lầm.